Những ngày qua, Civis bàn tán, tranh cãi gay gắt về việc Hứa Nguyễn Châu bị lên án vì hành động ôm chặt vùng một của Lực Na Trát trên phim trường. Kẻ thì bình luận đây là vấn đề kịch bản, người lại gay gắt chỉ ra đó là quấy rối tình dục, thiếu tôn trọng và lợi dụng bạn diễn. Đã có quá nhiều trường hợp tương tự trong làng giải trí, nhưng đều có một điểm chung chính là sự việc chỉ kéo dài 1 đến 2 ngày, sau đó nhanh chóng chìm xuống, rơi vào quên lãng. Vậy nhưng nhân vật chính của những scandal này xử lý như thế nào trước sức ép của dư luận, nhắm mắt chịu trận hay lên tiếng phản pháo? Khi sao nữ vô tình trở thành nạn nhân quấy rối tình dục? Sự việc của đoàn làm phim Phong Khởi Nghệ Thừa gây bức xúc ở điểm Hứa Nguyễn Châu có hành vi thô bạo với Na Trát đến mức khiến khán giả nóng mắt. Trên mạng xã hội, một bình luận cho hay, một bộ phim quy tụ hai ngôi sao còn gây nhiều tranh cãi về mặt diễn xuất, nhưng muốn dựa vào tình tiết nóng đến phi lý để gây chú ý, tăng rating đã khiến cho khán giả cảm thấy bị bội thực. Rõ ràng, không bàn đến mặt diễn xuất có phần đơ và lố của hai diễn viên. Bàn tay hư hỏng của Hứa Nguyễn Châu ôm chặt và bao trọn phòng một của Na Trát không chỉ khiến khán giả khó chịu vì quá phản cảm, mà còn bỗng chốc trở thành chủ đề cho thấy rõ được mặt trái của làng điện ảnh. Trên đầu bàn đã có ý kiến thắc mắc, liệu để có một khoảnh khắc độc chạm này, hai diễn viên đã đóng đi đóng lại bao nhiêu lần? Phim lên sóng đã gây bức xúc, vậy chuyện luyện tập tại hậu trường của cặp đôi màn ảnh này còn có những tình tiết như thế nào? Tuy nhiên, Na Trát không phải là nhân vật duy nhất chịu cảnh bị quấy rối trên màn ảnh. Trước đó không lâu, ekip Lưu Kim Tuế Nguyệt rơi vào cảnh bị chỉ trích thê thảm khi phân đoạt Đồng Tử Kiện đặt tay lên vòng một của Nghê Ni trong cảnh cả hai chung giường được phát sóng. Lúc này, họ vào vai vợ chồng và có cảnh không mặc quần áo, chung chăn gối. Trên mạng xã hội, khán giả chê trách nam diễn viên lợi dụng cảnh thân mật sờ mó bạn diễn. Còn nhớ Lưu Dược Phi năm 2002 đã tham gia bộ phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp và nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, khi tới tập 12 của phim, sau khi soi lại, netizen mới tá hỏa, phát hiện ra cô bị diễn viên quần chúng ngang nhiên đưa bàn tay bẩn lên sờ soạng phòng một. Lật lại quá khứ, Dương Mịch cũng là ngôi sao từng bị chính bạn diễn của mình là Lý Dịch Phong đặt tay lên phòng một. Paparazzi xứ Trung đã chụp được khoảnh khắc đỏ mặt khi ghi hình cảnh hậu trường của cả hai. Cách đây không lâu, đoàn làm phim Hữu Phỉ đã trở lại phim trường Hoàn Kiếm để hoàn thành một số cảnh quay còn dang dở do dịch bệnh Covid-19. Hữu Phỉ là dự án phim cổ trang do Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đóng vai chính. Phim được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn màn ảnh nhỏ cuối năm 2020. Mới đây, đoạn video hậu trường phim được ghi lại thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong clip, nữ hoàng rating họ Triệu đang đứng nghỉ ngơi giữa giờ giải lao. Đứng cạnh cô là một diễn viên đóng thế, mặc trang phục giống hệt bà xã Phù Thiệu Phong. Người này tỏ ra rất thân thiết với Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí còn thoải mái chạm tay vào vòng ba nữ diễn viên 8X. Trước hành động đụng chạm của diễn viên đóng thế, mỹ nhân phim Hoa Thiên Cốt không có phản ứng nào. Thời điểm đóng Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh cũng bị chính diễn viên quần chúng giở trò sàm sỡ. Rất nhiều khán giả xem phim đã rất khó chịu và bức xúc, đồng thời chụp lại ảnh màn hình cảnh quay sốc trên và vạch trần vụ nữ diễn viên bị lợi dụng chèn ép trên phim trường. Không chỉ vậy, Ngô Thư Hân, cô nàng thánh lố của show truyền hình Thanh Xuân Có Bạn, sau khi nổi tiếng cũng đã bị tìm lại khoảnh khắc gây tranh cãi khi quay show Great One. Cô bị chính đồng nghiệp và người bạn thân thiết là Lưu Nhuận Nam của mình đưa tay nắm chặt vòng một. Điều đáng nói là khi Nhuận Nam quay một phiên bản với sao nam khác, tay của anh chỉ đặt trên vai của người này. Fan của Ngô Thư Hân đã rất phẫn nộ, lên án kẻ cố tình lợi dụng cảnh quay để làm trò nhơ bẩn. Cuối năm 2019, hình ảnh một vị đạo diễn quỳ gối và dùng tay sờ vào chân đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm trong hậu trường phim Cô Chủ Xinh Đẹp Của Tôi gây xôn xao dư luận. Trong ảnh, Cảnh Điềm mặc váy ngắn, hở cả đùi và chân, đang đóng cảnh tình cảm, ôm hôn bạn diễn nam. Vị đạo diễn thì phạm cho cô bằng cách quỳ xuống đất, bàn tay chạm lấy chân nữ diễn. Hành động này gây tranh cãi lớn từ khán giả, nhiều người cho rằng đây là hành vi sàm sỡ và đáng phải lên án. Tuy nhiên, một số khác cho rằng do góc chụp chưa cụ thể nên không thể xác định đây là hành vi quấy rối. Trong khi đó, công ty quản lý của Cảnh Điềm từ chối đưa ra phản hồi. Tân Lam từng bị một đồng nghiệp làm dụng cảnh quay đụng chạm phòng một của cô ngay trên sân khấu. Vì quá tức giận với hành động này, nữ diễn viên sau đó đã tát mạnh vào mặt diễn viên nam. Khi đóng chung trong Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, Trần Hiểu bị người hâm mộ chê cười khi vô tình đụng chạm vòng một của đàn chị do Tôn Lệ đóng. Vì quá chuyên tâm vào diễn xuất, ông xã Trần Nghiên Hy không để ý tới hành động của mình. Một số khác lên án đoàn làm phim làm việc cẩu thả ở hậu kỳ. Dù vô tình hay cố ý, đoàn phim nên cắt bỏ ở khâu chế tác hậu kỳ, tránh những tranh luận hiểu lầm cho nghệ sĩ. Nhẫn nhịn nuốt ngược nước mắt vào trong. Một số sự kiện tuyên truyền, Phùng Tiểu Cương và Phạm Bằng Bằng có dành cho nhau cả một cái ôm thể hiện mối quan hệ thân thiết của cả hai. Điều đáng nói, sau khi ôm xong, đạo diễn họ Phùng bất ngờ chia sẻ, vòng một to quá. Các trang thông tin hàng đầu của Trung Quốc khi đưa tin nóng hổi về sự kiện đã dùng từ quấy rối để miêu tả thái độ của Phùng Tiểu Cương. Vậy nhưng, đáp trả lại, Phạm Bằng Bằng hoàn toàn im lặng trước sự việc. Một bình luận trên trang Sina cho hay, Phạm Bằng Bằng phải chăng quá hiểu về giới giải trí. Không chỉ vậy, đây còn là Phùng Tiểu Cương nên cô ấy mới nhận nhịn làm hòa.
Trong sự việc của Lưu Dược Phi, thời điểm đóng Thần Điêu Đại Hiệp, nữ diễn viên chỉ mới 17 tuổi. Bị đụng chạm phong một, Lưu Dược Phi chỉ có thể tức tưởi nói với mẹ rằng có một người đàn ông là diễn viên quần chúng, ăn mặc rách rưới, có hành động bất thường với mình mà thôi. Trang Sohu lên án. Cảnh phim chỉ dài 1 phút nhưng mất tới 1 tiếng để quay tại phim trường. Vậy tại sao ekip khi chỉnh sửa lại không phát hiện ra? Đây phải chăng là thỏa hiệp với cái xấu? Trần Tử Hàm tiết lộ, cô từng bị một nam diễn viên cố tình uống rượu vang thật thay cho nước ngọt, sau đó đòi quay đi quay lại một cảnh. Rượu ngấm, nam diễn viên bắt đầu bế cô lên sofa để hôn hít, sờ soạn. Trước mặt, họ viện lý do làm thế là vì cảnh phim, nhưng sau lưng, sự thật là nam này cố tình quấy rối. Nữ diễn viên cho biết, vì đạo đức nghề nghiệp, cô đã phải kìm nén. Triệu Lê Dĩnh, Dương Mịch, Ngô Thừa Hân cũng không khác hơn là bao. Họ quyết định giữ im lặng để scandal chìm xuồng thay vì lên tiếng. Trang BS cho rằng, các nghệ sĩ đều không muốn vướng phải lùm xùm nhạy cảm. Họ sợ rằng khi lên tiếng hình ảnh sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, kẻ cố tình gây ra vụ việc vẫn nhẫn nhơ mà không bị kết án. Nhiều người sẽ viện cớ vì kịch bản, vì góc quay để lấy đó làm lá chắn cho mình. Lưu Nhuận Nam sau khi bị CNET lên án mới chịu đứng ra viết một bài xin lỗi mà theo netizen đánh giá là còn vòng vò lấp liếm. Trong khoảng thời gian ghi hình drag queen, vì không để ý nên giữa tôi có động chạm tới Hân Hân, dẫn đến hình ảnh không đẹp. Chúng tôi vốn là những người bạn tốt, lúc đó vì sơ sẩy nên đã đem lại rắc rối cho cô ấy, thật sự vô cùng xin lỗi. Tôi sẽ điều chỉnh lại lời nói, hành động của mình hơn. Một lần nữa gửi lời xin lỗi tới Hân Hân, người đã chịu rắc rối và chỉ trích vì sự việc. Vì danh tiếng sự nghiệp, vì sợ bị chèn ép. Là nữ hoàng showbiz, Phạm Băng Băng vẫn không thoát khỏi cảnh bị quấy rối. Không chỉ với Phùng Tiểu Cương, trong nhiều trường hợp khác, mỹ nhân họ Phạm cũng chọn cách im lặng và thỏa hiệp. Những hình ảnh gây tranh cãi của cô với đàn anh Thành Long từng tốn rất nhiều giấy mực của báo giới. Tuy nhiên, Phạm Băng Băng chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân chịu chung cảnh bị ông vua võ thuật giữa nhiều hành động quấy rối. Những khoảnh khắc nóng của Thành Long và Phạm Băng Băng cũng gây tranh cãi không kém. Điều đáng lên án hơn là việc tài tử đã có vợ con, còn Phạm Băng Băng khi đó đã có bạn trai là Lý Thần. Châu Tấn còn bị đàn anh ôm chặt cổ, ghé sát vào tai để trò chuyện. Thành Long cũng từng ôm hôn Lâm Bằng. Ông thậm chí còn nói, tôi muốn dùng cách hôn của Từ Tịnh Lôi để hôn cô ấy, và rồi đặt hai nụ hôn lên hai bên má của nữ diễn viên. Mỹ nhân và người mê Trần Hảo đã thái độ thản thốt, sượng sung khi bị đàn anh bất ngờ ôm từ đằng sau. Điểm chung của các mỹ nhân này khi bị Thành Long có những hành động quấy rối, quá đà này là gì? Tất cả đều im lặng mặc cho báo chí réo tên, đăng ảnh, khoanh tròn đỏ vào chi tiết nhạy cảm. Trang Sohu bình luận. Phải chăng đây là quy tắc ngầm của giới giải trí khi các nghệ sĩ chịu cảnh bị lép vế vì tên tuổi, danh tiếng của cả hai? Hay như Trần Đức Dung bị MC Ngô Tông Hiến giả vờ một phòng cảnh phim để ôm eo, Trần Văn Tịnh bị anh cả showbiz Tăng Chí Vĩ sờ ngực ngay trên sóng truyền hình, tạo cảnh tượng gượng gạo đến nhức mắt nhưng vẫn quyết ngậm bồ hòn làm ngọt. Trên thực tế, cả đàn chị Lưu Gia Linh cũng phải chịu trận khi bị nam diễn viên tên tuổi mà cảnh đào cưỡng ôm, cưỡng hôn trên show. Tài tử họ Mã thường xuyên có những hành động quá khích với các show nữ. Bình luận trên Tian Gia nhận định, ngay cả Lưu Gia Linh còn im lặng thì các ngôi sao kém danh tiếng hơn, ai dám lên tiếng chỉ trích lại anh. Không mấy ai lên tiếng, không mấy ai đưa nhau ra tòa kiện tụng, vì bản chất của những vụ tai tiếng tình dục luôn mang đến những hệ lụy kéo dài là vết nhơ khó gột. Không nghệ sĩ nào muốn tên tuổi gắn với từ khóa cô diễn viên A bị anh B quấy rối tình dục, có quá nhiều lý do để sự im lặng kéo dài. Dù biết, im lặng đồng nghĩa với việc trở thành kẻ đồng lõa, nhưng mấy ai có đủ mạnh mẽ để lên tiếng tố cáo đích danh một tội phạm tình dục. Hoặc có lẽ, họ cảm thấy không cần thiết phải phơi bày chuyện bản thân từng là nạn nhân bị lạm dụng trước ánh sáng công lý. Cuối cùng, tất cả vụ quấy rối tình dục đều khép lại bằng lời chống chế, sự cố ngoài ý muốn. Nhật báo Bắc Kinh bình luận. Các nghệ sĩ nữ càng im lặng, càng nhẫn nhịn, thì đó chính là cơ hội để kẻ xấu lợi dụng và lộng hành. Sẵn sàng chịu thiệt thòi, không dám lên tiếng để bảo vệ bản thân. Đây sẽ trở thành tiền lệ xấu trong showbiz, một quy tắc ngầm mà các nghệ sĩ cắn răng chịu đựng, chỉ với lời bào chữa biện minh rằng các bậc tiền bối trong giới giải trí cũng từng như vậy. Hơn ai hết, các nghệ sĩ nữ cần phải bảo vệ mình trước hành vi quấy rối tình dục đang ngày càng trở thành vấn đề nhức nhối trong dư luận này.